Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Tát Đại Chứng Minh. Nguyện bái bạch trên Sư Phụ Ân Sư Thượng Tọa Thích Minh Vũ cùng Chư Tôn Thiền Đức Tăng. Chúng con là người Phật tử, cư sĩ tại gia, tụ tập pháp môn niệm Phật, nguyện một đời vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Chúng con tu tập luôn lắng nghe và ghi nhớ lời Phật dạy, y giáo phụng hành và y cứ trong kinh hành trì tu tập. Chúng con được biết trần thế chỉ là cõi tạm nương, cũng như quán trọ ở ven đường, mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chốn viễn phương. Chúng con có khác gì là những người lữ khách ở quán trọ? Sau khi thời gian trọ đã mãn hạn thì chúng con phải thu xếp hành trang ra đi. Vậy chỗ viễn phương mà chúng con nguyện mong đến đó chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc Quốc, thế giới của Đức Phật A Di Đà. Mà muốn sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà thì trong cuộc sống hiện tiền, điều trước tiên của người cư sĩ tại gia như chúng con là phải phát tâm khởi một, khởi được cái tâm chí thành chí kính lên ba ngôi tam bảo Phật Pháp Tăng, phát tâm hộ trì Phật Pháp, phụng sự tam bảo. Và ngày hôm nay là ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 2 năm Quý Mão. Thật may mắn thay và phước báo thay cho gia đình hàng Phật tử chúng con cùng các huynh đệ đồng tu của con, được sự chứng tích quang lâm của Sư Phụ Ân Sư cùng Chư Tôn Thiền Đức Tăng. Như chúng con được biết, mặc dù đường xá xa xôi từ Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và Phật sự đa đoan, trăm công ngàn việc, thế nhưng với lòng từ bi, vị tha và độ lượng, Sư Phụ đã sắp xếp thời gian quý báu để quang lâm về gia đường của chúng con, phúng tụng kinh, chú trì danh niệm Phật, hồi hướng công đức lành này đến cho cụ hiền thất tổ của chúng con cùng tất cả chúng sanh hiện diện trên vùng đất này. Nương nhờ công đức lành này mà kẻ âm được siêu, người dương thanh thới, pháp giới chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Đây là điều phước báo vô cùng to lớn cho gia đình Phật tử cư sĩ tại gia như chúng con, để tỏ lòng biết ơn và tri ân lên bậc thầy tôn kính của mình. Giờ phút này đây, trong không khí gia đường trang nghiêm thanh tịnh, gia đình chúng con trên dưới một lòng phát khởi tính tâm, sắm sanh chút ít trai duyên phẩm vật, hiện tiền dân cúng, đó là tịnh tài. Xin thành tâm, thành kính dâng lên cúng dường, ngưỡng mong Sư Phụ Ân Sư từ bi chứng minh hứa khả, nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Mời quý Phật tử ngồi đi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đề chứng minh lòng thành kính của Phật tử, vừa gian lời tác bạch cúng dường ba ngôi tam bảo hiện tiền chư Tăng. Nguyện cầu chư Phật mười phương độ cho Phật tử cúng dường hôm nay đời đời phước đức lâu dài, thân tâm an lạc, đi ngày thảnh thơi, phước sinh hồi hướng Bồ Đề, tu mau đắc đạo, độ đề trầm lưng. Tâm nguyện của toàn thể quý Phật tử tu pháp môn niệm Phật cầu sanh Tây Phương, trở thành vị Bồ Tát ở cõi Tây Phương, sẽ được nhất sanh Bồ Xứ, sẽ đi làm Phật ở một cảnh giới nào đó do cái lời nguyện của mình. Thì còn nguyện mười phương chư Phật, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật cũng chứng minh thọ ký cho cái lời nguyện của quý vị được thành tựu viên mãn. Và hiện tiền thì người thân bằng quyến thuộc của quý Phật tử được tăng long phước thọ, Bồ Đề tâm tăng trưởng, vạn sự ký tượng thì tâm mãn nguyện, cũng như cha mẹ và những người quá vạn của quyền của quý vị
Phật tử thừa tư công đức cúng dường nghe kinh hôm nay siêu thoát luân hồi vạn sanh tịnh độ. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo Tát Đại Cảm ứng chứng minh. Dạ, hai lời chư tôn đức thứ nhất là khâm khen cái tấm lòng quý kính của các tất cả quý vị và từ công đức cúng dường của quý vị. Trong kinh chư tổ cũng có dạy rằng thành kính là phước báo, quên mình là cõi phúc, và đáng mừng cho toàn thể đạo tràng chúng ta. Vừa qua thì quý vị đã thọ trì được một cái kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật và Kiết Bấn Đà La Ni. Cái kinh này thì rất là khó tụng, nhất là cái bài chú. Có nhiều người tu cả đời á cũng chưa được nghe cái danh hiệu của cái kinh, mà hôm nay thì các vị đã đọc. Lần đầu tiên quý vị đọc thấy khó đúng không? Đúng không ạ? Cái danh từ nó không có suông, thành ra nó hơi khó. Khi mà quý vị đã tụng quen rồi thì cũng rất là dễ thôi. Mà chúng ta phải làm những việc khó làm á thì mới xứng đáng là con của Phật. Bởi vì Đức Phật Ngài đã nói rằng những việc khó làm mà ta đã làm được, những việc khó nhận ta đã nhận được, những việc khó bỏ ta đã bỏ được, những việc khó xả ta đã xả được, cho nên ta mới thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngày thưa quý vị, quý vị còn nhớ là ngày Tam Tạng Pháp Sư đúng không? Tam Tạng Pháp Sư là ngày Đường Tăng đó, thì tại ngài đã thông suốt được ba tàng kinh điển, chắc là ngài cũng đã đọc được ba tàng kinh điển cho nên ngài mới thông suốt đúng không ạ? Nếu mà không đọc ba tàng kinh điển thì ngài đâu có thông suốt được Tam Tạng Giáo Điển. Thì thưa quý vị, vừa qua quý vị tụng kinh Như Thiết Như Lai cái trang 12, quý vị nhớ không? Đức Phật dạy rằng nếu có người tụng một quyển kinh mà kinh này, ngồi đây không, ngồi xuống đi. Mình tụng một quyển kinh này á bằng mình tụng cái công đức, bằng tụng quá khứ hiện tại vị lai kinh điển của chư Phật, quý vị thấy hạnh phúc không? Chỉ cần mình tụng qua một quyển thôi, một lần thôi, thì cái công đức của quý vị á bằng mình tụng quá khứ hiện tại vị lai kinh điển của chư Phật. Mà kinh á, Tam Tạng kinh điển của Đức Phật á, nhiều khi mình bỏ ra thời gian cả một đời mình chưa chắc gì mình đọc hết một tạng kinh, chưa chắc. Cũng như bây giờ với Phật tử hàng ngày cứ ăn rồi ở không là cứ đọc hết suốt cái đời này, chưa chắc gì hết một tạng kinh, chưa chắc. Mà chỉ cần chúng ta tụng một quyển kinh này bằng tụng quá khứ hiện tại vì lai kinh điển của chư Phật, đây là Phật nói chứ không phải sư phụ tự nói, đúng không ạ? Rồi có cái đoạn thứ hai nữa đó, thì tao cũng trang 20 gì đó, Đức Phật có dạy rằng nếu có người ác chết đọa địa ngục, thọ khổ vô gián, không có ngày ra khỏi, nếu có con cháu của người ấy xưng tên của phong nhân, tồn thần chủ ở trên vừa mãn bảy biến, thì ở địa ngục nước đồng sôi hồn sắc nóng, bỗng nhiên biến thành ao nước mát, có tám thứ công đức liền sanh qua sen, đợi cho người ấy tàn bão che đầu, cửa địa ngục phá nát, đạo bồ đề khai mở, qua sen kia bay thẳng về thế giới cực lạc, nhất thiết chuẩn trí tự nhiên hiện phát, vui sướng vô cùng được ngôi vị bổ sư. Nghe thấy không? Nếu mà chúng ta có những người thân mà lúc sanh tiền á tạo nhiều ác nghiệp, không quy tam bảo mà tạo nhiều cái nghiệp ác, chết đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chúng ta chỉ cần nhất tâm trì cái chú này 7 lần. Cho nên mới nãy thầy trò chúng ta phải trì lại chỉ tới lui 7 lần thì hồi hướng cho cái người chết đó, thì chắc chắn người chết đó sẽ được lợi lạc. Bởi vì Đức Phật thì ngài đã tu vô lượng a tăng kỳ kiếp, cho nên ngài không có giọng ngữ. Thì cái câu cuối cùng á thì sư phụ tụng thêm á để chi, để khẳng định là lời Đức Phật nói là chân thật. Nguyện Phật Đà thật ngữ, Đạt Ma thật ngữ, Bồ Tát thần ngữ, Thanh Văn là thần ngữ ủng hộ đệ tử vậy đó. Thấy không? Đây, vì thấy mình coi như là khẳng định là lời Đức Phật nói là chân thật. Cái câu đó là câu khẳng định. Chứ Đức Phật không có nói giọng ngữ, cho nên được cái tướng lưỡi rộng dài. Rồi có một cái đoạn kinh nữa. Thì nếu có người
nghiệp ác sâu nặng, trăm bệnh chiêu nhóm đến thân, tâm thần đau khổ bất bách. Tụng thần chú này 20 mất biến, trăm bệnh vạn não một thời tiêu diệt, thọ mạng viên trường, phước đức vô cùng. Nếu mà chúng ta cầu siêu cho cái người chết thì tụng cái câu thần chú đó 7 lần. Còn nếu mà chúng ta cầu an cho cái người mà đang bệnh thì 21 lần, 21 biến. Vì chính bản thân của sư phụ cách đây khoảng 5 năm về trước, lúc đó là bị sạn thận, tức là uống cũng rất là nhiều thuốc mà nó cũng không thấy giảm. Thì tự nhiên cái sư phụ mới nhớ cái kinh này, bởi đó là quyết định lên tụng 21 biến, 21 biến cái chú Nhất Thiết Như Lai. Tụng xong rồi quý Phật tử biết kết quả sao không? Kết quả là đi tiểu ra một viên xá hại. Nếu mà nói mà không có bằng chứng á thì Phật tử chắc cũng không có thuyết phục, đúng không? Đây cái cục xá hại đây là sư phụ có làm. Để lại lưu niệm nè. Tại vì lúc mà mình bệnh á, là coi như là chết sống à. Tưởng đâu chết sao mới sống được. Khổ lắm. Cho nên bệnh là khổ. Để kỹ lắm. Thấy không? Để cho kỹ cho nên là sợ anh ta ăn cắp. Tức là đi tiểu ra. Đây. Thấy không? Đây. Đây là cục xá hại đây. Người ta tu người ta có xá lợi, còn sư phụ tu có xá hại. Nó bệnh quằn quại luôn. Cho nên á, mình thấy nó rất là linh nghiệm. Nếu quý vị có cái lòng tin thì quý vị trì 21 biến chú Nhất Thiết Như Lai. Uống nhiều loại thuốc lắm mà sao không thấy nó hết, mà nó đau chịu không nổi. Nhờ mình có cái lực tu đó quý vị, chứ nếu mà không có lực tu thì chắc khóc thôi. Tới chừng đi tiểu nó ra cái bực, nó lọt xuống nè, ngay cái bồn cầu. Nó bự gì nè, bây giờ nó 72 đó, vậy thấy không? Cho nên để làm gì? Để lưu niệm. Cuộc đời của mình bị một lần coi như là quá khủng khiếp. Đấy, cách này khoảng 5 giờ trước á. Thì để nói cái đoạn kinh Nhất Thiết Như Lai, cho nên mới nãy Đức Phật có nói cái đoạn là nếu chúng ta có bệnh, trong bệnh dạng não một thời tiêu diệt, thọ mạng viên trường, phước đức vô cùng. Đấy. Rồi có một cái đoạn kinh nữa quý vị có nhớ không? Đức Phật nói là cái tháp lâu ngày nó mục á, nhưng mà Đức Phật Thích Ca ngài cũng rơi lợi. Rồi chư Phật mười phương ngài cũng rơi lợi. Tại sao Đức Phật phải rơi lợi? Mình là chúng sanh, mình rơi lợi thì chuyện nó bình thường, đúng không? Mà Phật tại sao phải rơi lợi? Tại vì Đức Phật ngài đã quá thương chúng sinh. Giống như chúng ta có của báo mà chúng ta không biết sử dụng, cho nên chúng ta nghèo rất mồng tơi. Rất mồng tơi là vậy đó, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta có của báo thì chúng ta đâu có còn nghèo, đúng không? Nếu mà Phật tử chúng ta đem cái của báo đó ra mà sử dụng thì chúng ta còn nghèo không? Chắc chắn là chúng ta hết nghèo, đúng không? Thì thưa quý vị, ý trong cái bài kinh đó, có cái đoạn nói đó là chúng ta có Phật tánh nhưng mà chúng ta không có ngộ được, do vô minh nó che đậy, cho nên chúng ta không có ngộ được cái Phật tánh đó. Rồi chúng ta mãi mê tạo nghiệp, rồi từ cái nghiệp đó mà chúng ta theo nghiệp mà luân hồi, theo nghiệp mà luân hồi. Con gái con vợ cho sư phụ mượn cái đó coi, nói cái gì phải có cái
cái bằng chứng Phật tử mới dễ hiểu. Thưa quý Phật tử, cái này là cái gì ạ? Cái này gỗ hả? Miếng gỗ phải không? Bên đây là miếng gỗ đúng không? Còn bên đây là gì? Hả? Tại sao từ miếng gỗ mà là làm được cái tượng Phật? Đúng không? Đúng không ạ? Rồi người ta lễ bái có những cái tượng bằng gỗ lớn lắm quý vị, từ một cái khúc gỗ mà người ta đục, người ta đẽo, người ta mài, người ta dũa trở thành một cái tượng Phật rất là đẹp để cho tất cả chúng sanh đều phải đến chiêm ngưỡng, đúng không? Khúc gỗ mà ta còn làm được tượng Phật, tại sao mình là phàm phu thân phàm mà sao không đổi là thành thân Phật? Dễ lắm quý vị, tại vì chúng ta không chịu làm thôi. Khúc gỗ mà ta còn làm được cái pho tượng Phật, tại sao cái thân người của chúng ta không làm được cái thân Phật? Quý Phật tử làm được không? Tại chúng ta không chịu làm thôi, chứ làm là vẫn được hết á. Cũng như bây giờ bên đây á thì gỗ, bên đây là tượng Phật. Bên đây là mây đi, bên đây là giác. Có khi nào mà quý vị đảm lễ cái bên đây không? Hả? Nhưng mà chúng ta sẽ đảnh lễ bên đây, đúng không? Thì khi chúng ta mê á thì không xứng đáng để cho mọi người tôn kính. Còn khi chúng ta đã giác rồi đó thì được mọi người tôn kính. Cũng như bên đây nè, không thấy gì sao lại được? Vì quý vị có thể lại được không? Nhưng mà thấy hình Phật thì có thể quỳ xuống lại. Hiểu chưa? Thì mê với giác cái chỗ này nè quý vị. Chỗ này là mê nè, đây là giác vậy thôi, đơn giản vậy đó. Mà quý vị, ta có gỗ mà ta làm được cái tượng Phật, gỗ này vô tri vô giác. Còn con người chúng ta có tri có giác, tại sao chúng ta không chịu làm Phật mà cứ làm chúng sanh mãi là sao? Vậy thì quý Phật tử có chịu làm Phật không? Chịu không? Ai chịu làm Phật thì giơ tay lên. Ai không chịu làm Phật thì giơ chân lên. Có ai giơ chân không? Vậy thì ai cũng chịu làm Phật hết rồi. Trời sẽ phụ quan hỷ nha. Nhớ nha, hứa rồi đó, có trước Tam Bảo, có trước chư Tôn Đức này chứng minh rồi đó. Hứa là làm Phật nha, không chịu, không có làm chúng sanh nữa nha. Cho nên quý vị là niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, là quý vị đã gieo hạt giống Phật rồi, thì chắc chắn thế nào cũng thành Phật thôi à. Thấy không? Đức Phật này có cái giống, giống của Ngài là giống Phật. Ngài gieo tới đâu thì thành Phật tới đó. Cũng như bây giờ chúng ta thấy những cái người mà ta không có con đó, rồi người ta phải làm sao? Ta thương con quá, ta đi cấy con. Quý vị thấy ta cấy được không? Cũng ra con vậy, lấy tinh trùng ở người khác mà ta cấy cũng được đó con. Cái đó là cái hạt giống, nhớ không? Cái người phàm của mình á mà còn nhân rộng ra như vậy, huống chi là Phật thì thôi bất khả tư nghị rồi. Nói chỗ này quý vị dễ hiểu đó. Cho nên á, quý vị đã có cái hạt giống Phật rồi. Mà chúng ta phải chăm sóc thì cái hạt giống này càng ngày càng sinh trưởng, sau này cuối cùng sẽ được cái quả để chúng ta hưởng, là quả vị Phật đó. Mà cái thành Phật thì ai cũng thành Phật được, chứ không ai mà không ai ngăn cản ai. Không ai ngăn cản ai. Đức Phật Ngài đã thành Phật rồi, Ngài cũng mong muốn cho tất cả chúng sanh cũng thành Phật như quý Ngài. Vì thế Phật tử chúng ta cũng ráng cố gắng để thành Phật nha. Chân tu thành Phật, Phật là người tu. Như vậy là giác nè, là Phật nè. Vì là mê nè, là chúng sanh nè, chỉ có chở bàn tay nè, ngắn gọn như thôi hả? Hàng ngày mình sống với Phật mà mình không biết. Những người Phật tử chúng ta có giác ngộ rồi đó, hiểu được Phật tánh rồi đó,
thấy không? Còn có những người, người ta cũng có Phật tánh nhưng mà người ta không có hiểu, người ta sống trong cái sự thanh tịnh yên lặng, thấy buồn quá thôi kiếm bạn đi uống nước trà, đi uống cà phê gì đó. Họ đang sống ở trong Phật tánh nhưng mà không có hợp ngộ được cái chỗ đó, họ thấy sao buồn quá, sao vắng lặng quá. Nhưng mà cái vắng lặng đó là Phật rồi đó, tại vì lúc đó cái tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, mình đâu có nghĩ cái gì đâu, thì không có nghĩ gì thì mình đâu có tạo nghiệp, đó là Phật rồi đó. Có gì Phật là cái nơi không có tạo nghiệp nữa, coi như là sạch tội rồi, thì không có tạo nghiệp thành ra không có tội. Phật là cái chỗ không còn tội, không còn nghiệp. Thì quý Phật tử chúng ta cũng vậy, muốn thành Phật á thì không còn tạo nghiệp nữa thì chắc chắn sẽ thành Phật thôi. Dễ gì đó, chứ không có đâu, thấy không? À, thành ra bây giờ sư phụ cho phép quý vị được thành Phật, quý có chịu không? Sư phụ cấm Phật tử không được thành ma, quý có chịu không? Rồi, đó Phật. Thời nhân cái buổi lễ tụng kinh đến hào đạo tràng tâm tâm lượng tâm hạnh, thì có ít lời chia sẻ Phật pháp cho Phật tử để chúng ta nhận ra ông Phật của mình, thấy không? Chứ có gì nhiều khi quên đi, giống như nãy sư phụ nói mình có của báo mà tại sao mình nghèo, tại vì mình không biết khai thác cái của báo nó ra cho nên mình nghèo mãi. Chứ mình khai thác được cái của báo ra thì chắc chắn mình không còn nghèo nữa. Thì bây giờ mình có Phật tánh rồi, mình an trú vào cái Phật tánh đó, thì chúng ta tại sao mà chúng ta phải niệm Phật? Bởi vì chúng ta nó quá nhiều niệm đi, gọi là tạp niệm đi, thì chúng ta tập trung muôn niệm, vạn ức niệm trở về một niệm. Mình niệm gì? A-di-đà Phật. Thì khi chúng ta niệm A-di-đà Phật rồi thì muôn niệm, muôn ức niệm đó tan biến trở thành khối, chỉ A-di-đà Phật thôi, chứ không có nhớ chuyện khác nữa. Thì khi trở thành A-di-đà Phật rồi thì niệm giết rồi quên luôn, không còn nhớ nữa, không nhớ đến A-di-đà Phật nữa, lúc đó là hoàn toàn thanh tịnh. Lúc đó chúng ta là như lưu ly rồi đó, Phật Diệt Sư đó, trong sáng rồi, không còn cái bợn gì mà nó bám chúng ta được hết, bụi trần không bám được nữa. Cho nên chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ cái câu Phật hiệu để chi? Trở về một niệm để hóa giải được muôn ngàn niệm khác. Còn nếu mà chúng ta không niệm Phật á thì chúng ta chắc chắn thế nào cũng niệm khác thôi. Không niệm tiền cũng niệm tình, không niệm tình cũng niệm nhà, niệm xe, thấy không? Niệm được, niệm mắt, lo đủ thứ chuyện chứ, đúng không? Còn giờ chúng ta niệm Phật thì chúng ta quên hết tất cả những niệm khác. Thì chúng ta chọn cái nào? Chọn niệm Phật hay chọn niệm ma? Thì niệm Phật thì thành Phật chứ nên không lẽ thành tiên được đâu, đúng không? Được thôi. À, chứng minh công đức của gia đình Phật tử Diệu Phước và tất cả các vị có mặt trong cái đạo tràng hôm nay, chúc cho quý vị luôn luôn tinh tấn và thanh tâm, lúc nào cũng được an lạc, cuối cùng cũng là cực lạc Tây Phương. Mà chúng ta muốn được cực lạc thì trước nhất là chúng ta phải an lạc cho mình trước. Thì hiện tiền thì chúng ta an lạc thì tương lai nó có cực lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, xin cung hạnh đại chúng chúng ta đồng quỳ lên để hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa rồi là những lời hứa khả chứng minh công đức phẩm vật cúng dường của gia chủ. Xong, với lòng từ bi, vị ha và độ lượng, sư phụ ăn sư đã ban bố pháp từ đến cho chúng con. Đó là những lời phát âm vi diệu nhằm hướng đến chúng con để chỉ dạy chúng con, dìu dắt chúng con
và sát tánh chúng con trên con đường tu học cầu giải thoát giác ngộ. Với tấm lòng biết ơn và tri ân lên bậc thầy tôn kính của chúng con, giờ này chúng con không biết nói gì hơn, chỉ biết hành tâm hành kính, chắp tay hướng tâm lên ba ngôi Tam Bảo, nguyện cầu Tam Bảo chứng minh, quay hằng hộ niệm Bồ Tát Hinh Văn, Phạm Hương Đế Thích Tứ Hiền Vương, chúng Hiền Long Bát Bộ Hộ Pháp Hiền Hằng, xin đồng hỷ chứng minh tấm lòng hiếu kính của chúng con lên sư phụ ăn sư, bậc thầy tôn kính của chúng con cùng chư tôn hiền đức tăng. Nguyện nương nhờ đức từ Tam Bảo gia hộ cho sư phụ ăn sư, bậc thầy tôn kính của chúng con cùng chư tôn hiền đức tăng được nhiều sức khỏe, pháp hệ hinh an, về biên hường chiếu và luôn sống trường họ trên thế gian này để làm lợi ích cho muôn loài chúng sanh. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Và giờ này pháp sự cúng dường đã xong, xin cung hỉnh gia đình Phật tử gia chủ cùng đại chúng đồng khởi hăng đứng lên, chúng ta lễ hành lễ tạ Tam Bảo tam bái. Chí tâm đảnh lễ Nam mô vô lượng thọ vô lượng quang vô lượng công đức A Di Đà Phật. A Di Đà Chí tâm đảnh lễ Nam mô vô lượng thọ vô lượng quang vô lượng công đức A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam mô vô lượng thọ vô lượng quang vô lượng công đức A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này A Di Đà Phật cung hỉnh đại chúng ấy.